Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề minh họa số 12. Thì trong cái đề số 12 này chúng ta lại ôn những cái kiến thức ở trong học kỳ 1 gồm có chương 1, chương 2, chương 3. Chúng ta bắt đầu nha các em. Trước hết thì sẽ cho các em xem trước cái đề thi này để chúng ta chuẩn bị nha. Với cái đề thi này thì nó ở cái mức độ nhẹ nhàng từ khoảng 8 điểm trở xuống nha các em. Thầy đã trình bày xong cái phần đề, bây giờ chúng ta bắt đầu. Với câu số 1, các em những câu đầu các em thấy nó dễ thì các em có thể các em sẽ tắt tiếng đi, chúng ta sẽ tự làm và theo đúng cái tốc độ như vậy để chúng ta đối chiếu luôn nha các em nhé. Câu số 1. Số vòng sơ cấp là N1, U1, U2. Vậy đi tính số vòng N2, ta có U1 chia U2 sẽ bằng N1 chia N2. Thay số U1 là 220 chia cho 6 sẽ bằng N1 là 2200 chia cho N2. Vậy N2 sẽ bằng 60, đúng không các em? N2 sẽ bằng 60. Câu số 2. Mạch gồm có R và C. Biết R và tổng trở rồi thì dung kháng bằng bao nhiêu? Chúng ta dùng công thức là Z tổng bằng căn R bình cộng ZC bình. Thay số vào, Z tổng là 50 bằng căn 30 bình cộng với ZC bình. Các em thấy tam giác vuông là 30 bình cộng 40 bình bằng 50 bình rồi. Thì cái này đáp án là câu B. Câu số 3. Tốc độ bằng 0 khi nào? Trong cái dao động điều hòa, tốc độ bằng 0 là ở biên đấy. Khi vật dao động điều hòa thì khi tới biên nó dừng lại một chút rồi sau đó nó quay về. Nó sẽ đổi chiều. Vậy V bằng 0 ở đây và bên này nữa. Vậy là khi ly độ có độ lớn cực đại, đáp án là câu D nhé. Ly độ có độ lớn cực đại là hoặc ở biên dương hoặc trừ biên trừ A hoặc là cộng A thì đều là ly độ có độ lớn cực đại. Câu số 4. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Vuông góc là sóng ngang. Và sóng ngang thì lan truyền được trong môi trường rắn và bề mặt của chất lỏng. Ngược với sóng ngang là sóng dọc.
Sóng dọc thì là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng và nó truyền được trong cả ba rắn lỏng và khí. Sóng dọc thì truyền được trong cả ba, còn sóng ngang thì chỉ truyền được trong môi trường rưỡi thôi, tức là môi trường rắn với một nửa của chất lỏng là cái phần trên thôi, tức là bề mặt của chất lỏng thôi. Và không truyền được trong chân không. Câu số 5. Khi tần số tăng lên 4 lần thì dung kháng sẽ tăng hay giảm bao nhiêu? Chúng ta cứ chép công thức của dung kháng là ZC bằng 1 phần C omega và bằng 1 phần C nhân với omega là bằng 2 pf. Rõ ràng là dung kháng nó tỷ lệ nghịch với tần số. Tần số tăng 4 lần thì dung kháng sẽ giảm đi 4 lần. Còn với mạch chứa cuộn cảm thì nó ngược lại đấy. Còn mạch chứa điện trở thì nó không ảnh hưởng, tần số nó không ảnh hưởng. Câu số 6. Khi xảy ra cộng hưởng cơ điều kiện cộng hưởng đó là tần số của ngoại lực bằng tần số riêng vậy đáp án là câu C các em nhé. Khi xảy ra cộng hưởng thì tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ. Câu số 6, chúng ta dùng công thức máy phát là tần số của máy phát là bằng N nhân với P hoặc là bằng N nhân P chia 60 tùy theo cái tốc độ N này. N là vòng trên giây hay là vòng trên phút. Vòng trên phút là các em phải dùng công thức số 2 nhé các em nhé. Với N là tốc độ quay của rotor, F là tần số của dòng điện, còn P là số cặp cực. Vậy ta có P bằng 5, tần số F bằng 50. Câu hỏi tính tốc độ quay của rotor mà nó lấy đơn vị là vòng trên giây thì ta dùng công thức F bằng NP. Nên đáp số là câu D. 10 vòng trên giây. Câu số 8. Một âm truyền từ nước ra không khí thì tần số thì luôn không đổi rồi, còn vận tốc sẽ giảm bởi vì là sóng âm truyền trong nước tốt hơn trong không khí nên đa số là F thì không đổi. Vận tốc thì nó sẽ giảm thì nó sẽ làm cho bước sóng sẽ giảm theo. Vận tốc thì nó thay đổi theo môi trường mà. Môi trường nước thì âm thanh vẫn truyền tốt hơn so với không khí. Ví dụ như trong môi trường nước, vận tốc của âm thanh là 1.500, còn không khí thì vận tốc nó cỡ khoảng 330 mét trên giây thôi. Còn môi trường thép là môi trường rắn thì vận tốc còn tốt hơn nữa, khoảng 5.000 mét trên giây. Vận tốc thay đổi thì bước sóng sẽ thay đổi theo. Vậy đáp án bài này là tần số không đổi, bước sóng giảm, câu C. Tiếp theo, câu số 9. Mạch gồm có R và C và L, tần số F. Xác định L để hệ số công suất cực đại. Hệ số công suất là cos phi đó, cos phi cực đại là cos phi bằng 1 đấy. Thì nó chỉ xảy ra khi cộng hưởng thôi, nghĩa là ZL bằng với ZC. Cộng hưởng. Trước hết chúng ta đi tính ZC trước nha. À, cái F bằng 50 này là omega là 100 đấy, omega bằng 2 pi F là bằng 100 pi đấy. Còn ZC là bằng 1 phần C omega, chúng ta tính ra cũng bằng 100 luôn. Vậy suy ra ZL cũng bằng 100 luôn.
mà ZL thì bằng L omega nên là L sẽ bằng ZL chia omega. Các bạn lấy 100 chia 100 pi. Cái này chúng ta không bấm máy nhé các em nhé. Chúng ta chỉ dàn ước thành 1 phần pi thôi. Đáp án là câu A, 1 phần pi Henry. Câu số 10, con lát lò xo có độ cứng K, có cơ năng, năng lượng chính là cơ năng nha các em. Hỏi biên độ bằng bao nhiêu? Ta chép công thức cơ năng bằng 1 phần 2 K A bình. Thì các bạn sẽ tính được là A thôi. Cơ năng là 0,12. Nó sẽ ra là A bằng 0,04 mét. Vậy là bằng 4 cm nha em. Đáp án là câu A. Khi tính ra A thì đấy là đơn vị chuẩn là mét. Rồi sau đó đổi ra cm. Câu tiếp theo. Câu số 11. Cho phương trình đi tính tốc độ khi qua vị trí cân bằng. Em lưu ý là vận tốc v có 3 công thức tính này, hoặc là tính theo biểu thức là trừ a omega sin omega t cộng phi, hoặc là v max thì bằng a omega, hoặc là công thức độc lập là v bằng omega căn a bình trừ x bình. Nhưng bài này tính tốc độ khi qua cân bằng là tính v max đó, nên là v max bằng a omega 3 nhân 20 là bằng 60. Đáp án là câu D. Câu 12 tổng trở thì dễ quá rồi. Đáp án là câu A. Tổng trở Z bằng căn R bình cộng Z là chỉ Z C K bình. Nó cũng tương đương với công thức đấy. Đó là U bằng căn U R bình cộng với U L trừ đi U C tất cả bình. U hiệu dụng đó. Câu số 13. Câu này các bạn đoán là cứ 1.000 là có 3 số 0 là mức 3 là 3 Ben. 3 Ben là bằng 30 decibel nhé các em. Đáp án là câu A nhé. Còn giải thì khi cường độ âm tăng thêm 10.000 1.000 lần, nghĩa là cường độ âm Y2 nó sẽ bằng 1.000 lần Y1, thì lúc này ta sẽ có L2 trừ L1 thì bằng log của Y2 chia Y1 thì nó sẽ bằng log 1.000 là bằng 3 Ben nhé, bằng 30 decibel. Nhưng mà chúng ta đoán thôi, bài này chúng ta đoán thôi các em. 1.000 là 10 mũ 3 là 3 Ben là 30 decibel. Câu số 14. Dây dài 100 cm này các em có thể đổi ra bằng 1 mét cũng được. 100 cm các bạn đổi ra thành 1 mét cũng cho nó dễ. Hai đầu cố định. Tần số 50, người ta đếm được 3 nốt không kể AB. Nghĩa là AB nó đã là hai cái nốt rồi, xong là bên bên trong nó lại còn có 3 nốt nữa. Thì chắc nó sẽ rơi vào hình này đây, 1 2 3 đây. Vậy ta uốn lại tạo thành sóng dừng thì các em sẽ đoán được số bước sóng từ đây đến đây là 1 lambda, 2 lambda. Vậy ta có 2 lambda là bằng 1 mét thì suy ra lambda sẽ bằng 0,5, suy ra v bằng lambda nhân f, vậy đáp số là bằng 25. Đáp án câu B nha các em. V bằng lambda nhân F. Chúng ta tiếp câu số 15. Đây là bài toán viết phương trình thì ta đi tính ba đại lượng là A, omega và phi. Nhưng mà phi thì nó phụ thuộc vào góc thời gian và chiều chuyển động. Nó cứ đi theo chiều dương là phi sẽ âm đấy.
nên là loại ngay được hai đáp án này. Cân bằng chiều dương là phi, nó sẽ bằng trừ pi trên 2 đấy. Biên độ A bằng 4 rồi. Vậy giờ ta đi tính omega theo cái T này thôi, omega bằng 2 pi chia T lớn. Vậy nên đáp án bài này là câu B nhé các em. Tiếp theo câu số 16. Cường độ hiệu dụng, các em lưu ý đây là hai căn 2 là cường độ cực đại là Y0 đấy. Cường độ hiệu dụng sẽ bằng Y0 chia căn 2, nên đáp số là bằng 2. Câu số 7, cho biểu thức Y cho L rồi, nghĩa là cái mạch này nó chỉ chứa một phần tử này thôi đấy các em. Trước hết các em đi tính ZL nhé, ZL bằng L omega. Cái này omega là 120 pi nhá. Vậy cái này nó bằng 40. Muốn viết biểu thức của U thì ta đi tính hai đại lượng là U0 và phi U. U0 dùng phép nhân là Y0 nhân ZL. Y0 đây bằng 4 đây. 4 nhân với 40 là thành 160. 4 nhân 40 là bằng 160. Còn phi này, với mạch chứa L thì Y nằm ngang, còn U nó hướng lên, nghĩa là U sớm hơn. Vậy phi U sẽ bằng phi Y cộng pi trên 2. Phi Y là pi trên 6 đây. Vậy nó bằng 2 pi trên 3. Đáp án là câu D các em. Tiếp theo, câu số 18, máy biến áp. Biến là biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều nhé các em. Lưu ý là máy biến áp là dùng cho dòng điện xoay chiều nhé, thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. Tất nhiên là U thay đổi thì cũng làm cho Y thay đổi, còn các đại lượng khác là không đổi, như là công suất hay tần số là không đổi nha. Câu số 19, có lắc đơn dài 99 là L, các em phải đổi ra bằng 0,99. Chu kỳ bằng 2, gia tốc trong trường bằng bao nhiêu? Chúng ta dùng công thức T bằng 2 pi căn L chia G, thì chúng ta shift zone để kiếm được G thôi. Vậy kiếm được G, chúng ta bấm máy thôi là ra các em. L là 0,99. Chín phẩy bảy bảy em, 9,77. Phải đáp án là câu C. Tiếp theo câu số 20, sóng âm có tần số là 400, vận tốc là 340. Vậy có tần số có vận tốc là chúng ta phải tính ngay lambda bằng v chia f. 340 chia cho 400 là bằng 0,85 phải không? 0,85 mét. Hai điểm gần nhất trong không khí vuông pha sẽ cách nhau bao nhiêu? À, vuông pha nghĩa là delta phi phải bằng pi trên 2, gần nhất đó là bằng pi trên 2. Nhưng mà vuông pha thì nó có nhiều lắm, có thể là pi trên 2 hoặc là 3 pi chia 2 cũng được à, hay là 5 pi trên 2 nó cũng là vuông pha hết đấy, nhưng gần nhất là các bạn lấy pi trên 2. Ta chạy công thức delta phi bằng 2 pi d chia lambda và bằng pi trên 2. Vậy chúng ta sẽ tính được d. D các em bỏ cái pi đi nha, bỏ pi đi. Vậy là các em lấy lambda là 0,85. Đa số nó bằng là 0,21. 0,2125. Vậy đáp án là câu D nhé. Câu 21, đại lượng nào sau đây gọi là hệ số công suất? Hệ số công suất là K bằng cos phi.
Phi này được tính là bằng hoặc là UR chia cho U của toàn mạch hoặc là bằng R chia cho Z. Tiếp theo câu số 22. Câu này nó hơi lạ một xíu này các em này. Trong cái mạch chứa RLC như thế này thì cái U toàn mạch hoặc viết như thế này, UR cộng UL cộng UC, nhưng chúng ta cũng có thể viết theo giá trị tức thời đấy các em. U tức thời sẽ bằng U tức thời của R cộng U tức thời của L cộng U tức thời của C nhé. Thì bài này chúng ta sẽ dùng theo cái công thức tức thời này. Nhưng mà cái ZL nó ZC bằng 2 lần ZL thì cái giản đồ vector nó như như vậy này các em này. Đây là UL đây. Còn đây là UC đây, UC nó quay xuống và dài gấp đôi. Vậy các em thấy hai cái U này nó ngược pha nhau và nó gấp đôi nhau thì dễ dàng các bạn sẽ được biết được là U nhỏ C sẽ bằng trừ 2 lần U nhỏ L. Dấu trừ chứng tỏ là hai cái đứa này nó ngược pha, rõ ràng là UL và UC nó ngược pha nhau mà. Nhưng mà UC nó luôn gấp đôi so với UL. Bây giờ đề bài nó cho như sau. Người ta cho là UR là bằng 80 rồi. UC bằng 60. Vậy các em suy ra UL nó sẽ bằng nửa thôi, là bằng trừ 30. Vậy tổng hết vào trong cái công thức này. Vậy U toàn mạch sẽ bằng là UR là 80 cộng với UL là trừ 30 cộng với UC là 60. Vậy đáp số là 110V nhé. 110V câu C. Bài này nó lạ đó là hiệu điện thế trong mạch RLC nối tiếp nó có tính cộng. Cộng ở đây đó là cộng giá trị tức thời luôn. Mà giá trị tức thời nó có khi là số âm đấy. Như trong bài toán này, khi hiệu điện thế tức thời của tụ là bằng 60 dương chẳng hạn thì UL nó lại bằng trừ 30. Hai đứa này nó luôn ngược pha nên là ngược dấu rồi. UL, UC nó luôn ngược pha thì sẽ ngược dấu nhau. Cùng pha thì sẽ cùng dấu nhau. Câu số 23. Cho M rồi bằng 0,5 kg là chuẩn rồi. Tần số 0,5. Biên độ A là bằng 5 cm. Lực phục hồi cực đại. Lực phục hồi nó cũng giống như lực kéo về thôi. F là bằng trừ K nhân với X. Nhưng mà suy ra F lớn nhất thì bỏ dấu trừ đi, bằng K nhân với X lớn nhất là thay bằng A thôi. Bằng K thì các em sửa thành M omega bình, còn rồi nhân với A. Nhưng A này phải để đơn vị là mét nha các em. Từ cái F bằng 0,5 thì các bạn kiếm là omega bằng 2 pf là bằng pi. Rồi thay số vào như sau. Thay số là bằng M là 0,5, omega là bằng pi bình nhân với A là 5 cm đổi thành 0,05 m. Pi bình lấy bằng 10 luôn nên đáp số bài này là 0,25. Câu B nha các em. Pi bình các em lấy bằng 10 luôn. Lực hồi phục hay là lực phục hồi hay lực kéo về cũng là nó luôn. Biểu thức là trừ kx nhưng mà giá trị lớn nhất cực đại là ta bỏ dấu trừ đi. X thay bằng x max, x lớn nhất chính là bằng A. Nhưng khi tính lực hoặc tính cơ năng thì phải đổi ra đơn vị là mét. Tiếp theo câu 24. Cho mạch RLC nối tiếp
Cái F bằng 50 thì quen thuộc quá rồi, là omega cứ bằng 100 pi nha. Có L các em tính được là ZL. Cái này là bằng 50. Hỏi C bằng bao nhiêu để cường độ hiệu dụng cực đại? Cứ Y cực đại này là 1 này, P cực đại là 2 này, hay là cos phi cực đại là 3 này, hay là U cùng pha với Y là 4 này, thì chúng ta cứ suy ra đấy là cộng hưởng đó. Cộng hưởng thì lúc này ZC sẽ bằng với ZL và bằng 50. Rồi suy ra C bằng 1 phần ZC omega. Cái này các em tính bằng tay nhé các em nhé. 1 chia cho 50 nhân 100 pi. Các em đếm có 3 số 0, nghĩa là 10 mũi trừ 3 dưới mẫu là 5 và pi. 10 mũ trừ 3 chia 5 pi. Thường là như thế đấy. Bài này nó không có này. Thôi thì bây giờ nó sẽ là đáp án 2 nhân đáp án D thôi. Cái 10 mũ trừ 3 này thầy có thể tách thành là 10 nhân 10 mũ trừ 4 cũng được em. 10 chia 5 là bằng 2. Thế thì nó là câu D rồi. Còn câu 25 thì cho phương trình x1, cho phương trình x2 thì các bạn chỉ bấm máy tính thôi. Các bạn bấm mốt 2 này, mốt 2 nhập A1 này. A1 là 5. Rồi cái góc này là bấm shift trừ đấy. Phi 1 là bằng 0. Còn cái A2 là cũng bằng 5. Rồi bấm shift trừ. Cái này là 2 pi chia 3. Vậy thì đáp số nó sẽ là dễ thôi, cái này dễ. Cũng là 5 luôn và pi chia 3. Đáp án này câu A nhé, nhưng các bạn phải bấm shift 2 3 nữa rồi mới bấm bằng nhé, thì nó sẽ ra A tổng và phi tổng luôn. Câu số 26 mạch chỉ chứa tụ điện thôi. Nó hỏi về pha thì mạch chứa C Y các bạn cứ để cho nằm ngang U, UC quay xuống như thế này. Thì người ta hỏi dòng điện, dòng điện, dòng điện, dòng điện, dòng điện là Y đó. Vậy dòng điện sẽ sớm pha hơn hiệu điện thế góc pi trên 2. Câu B. Dòng điện là Y nhé. Nó viết tắt cho cái từ đó là cường độ dòng điện đó. Câu số 27. Khung dây mà quay trong từ trường thì đây là cái cách để tạo ra dòng điện đấy, tạo ra dòng điện nha. Khung dây này có N bằng 200, có B, có omega, có diện tích 400 này là các em phải cm vuông là phải nhân 10 mũ trừ 4 nữa nha. Trục quay thì đương nhiên là phải vuông góc với đường sức từ rồi. Chứ nếu mà song song là nó không gây ra từ thông biến thiên đâu, là không gây ra dòng điện đâu. Người ta hỏi suất giá trị cực đại của suất lay động bằng bao nhiêu? Ta có công thức này quá quen rồi. E0 là suất điện động cực đại bằng NBS omega thôi. Vậy cứ bấm máy là ra nha. N là 200 nhân với B là 0,2 nhân với S là 400 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với omega là 40. Các bạn thay số là nên thay số theo đúng thứ tự để cho đỡ bị nhầm lẫn, bởi vì nó có quá nhiều các đại lượng. 64. Câu 28 này tốc độ. Các em lưu ý tốc độ là số dương. Tại vị trí x này, các em dùng cái công thức cuối của vận tốc omega căn a bình chữ x bình. Thay số omega là 2 pi căn a là 10 bình trừ đi 8 bình. Các bạn đừng bấm pi vào nhé. Chúng ta đừng bấm pi vào, các bạn chỉ bấm 2 căn 10 bình trừ 8 bình thôi. Thì nó bằng 6. Vậy 6 pi. À xin lỗi, nó bằng 12 chứ, thầy lỗi. Nó bằng 12 và cho pi vào. Đáp án là câu B.
chúng ta không đổi đơn vị, cứ để cm. Vậy là đơn vị mà vận tốc là cm trên giây. Câu 29, bước sóng là gì? Tất nhiên bước sóng nó phải là quãng đường rồi. Ở đây câu A bước sóng là thời gian là sai như vậy. Bước sóng nó phải là nó phải là quãng đường hoặc là khoảng cách. Bước sóng là gì này? Thật ra ở trong phần lý thuyết chúng ta có ba cái định nghĩa bước sóng lambda. Thứ nhất, bước sóng lambda là khoảng cách hai đỉnh liên tiếp. Ví dụ như các cái con sóng như thế này đây, thì từ cái đỉnh này đến đỉnh này đấy là một bước sóng đấy. Cái định nghĩa thứ hai, các bạn đợi xíu. Cái định nghĩa thứ hai này, đó là bước sóng là quãng đường sóng chuyển được trong một chu kỳ. Còn cái thứ ba là khoảng cách hai điểm dao động cùng pha nhưng mà phải gần nhất nha, trên một phương chuyển sóng. Vậy đáp án câu D rồi. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha gần nhất trên một phương chuyển sóng. Có ba cách định nghĩa bước sóng nha các em nha, lambda như vậy. Tất nhiên là nó còn có một cách nữa, đó là khi sóng chuyển trên mặt nước với những đường tròn đồng tâm như thế này thì từ cái vành tròn thứ giữa hai vành tròn liên tiếp này đấy là một bước sóng đấy. Giữa hai vành tròn liên tiếp này là một bước sóng đấy. Từ đầu này sang đầu kia, ví dụ như hình này, từ điểm A này đến điểm B bên này là 1 2 3 4 5 6 là 6 bước sóng đó. Tiếp theo câu số 30. Cho phương trình này rồi là A rồi, A bằng 8. Khi động năng bằng 15 lần thế năng thì cái quả nặng này cách cân bằng bao nhiêu? Tức là người ta hỏi vị trí đó. Hỏi vị trí tức là đi tính x đó. Ta có nha, động năng bằng 15 lần thế năng. Giờ chúng ta giải tương đương này. Động năng thì dùng công thức là 1 phần 2 k a bình trừ x bình. Còn bên phải là 15 này. Thế năng là 1 phần 2 kx bình. Chúng ta xóa nhẹ cái 1 phần 2 k, 1 phần 2 k đi. Thì ta sẽ thay số vào là A thì các em thay bằng 8 rồi. A bằng 8, vậy là ta có là 8 bình là 64 trừ đi x bình bằng vế trái là 15x bình. Vậy chuyển trừ x bình sang bên kia là 16x bình, nghĩa là x bình bằng 64 chia 16 là bằng 4. Vậy là x bằng cộng hoặc trừ 2. Cộng hoặc trừ 2 là hai cái vị trí này này các em này. Ví dụ như đây là trừ 2 đi, bên này là cộng 2 đi, thì nó đều cách cân bằng một đoạn là 2 cm. Các em lưu ý động năng 1 phần 2 k a bình trừ x bình, còn thế năng 1 phần 2 kx bình. Câu số 31. Cho cái biểu thức gia tốc này, các em lưu ý gia tốc A nhé. Lúc thì ta tính theo công thức là A trừ A omega bình cos omega t cộng phi A max bằng A omega bình hoặc là A bằng trừ omega bình x. Thế thì các bạn thấy cái công thức kia nó giống giống với cái dạng này. Thế thì dựa vào hai cái này, chúng ta sẽ suy ra bỏ dấu trừ đi, bỏ x đi, nghĩa là omega bình bằng 400 pi bình. Vậy chúng ta bỏ bình đi thì omega sẽ bằng 20 pi. Omega bằng 20 pi.
Vậy các em tính được là T lớn bằng 2π chia omega thì cái này là bằng 0,1. Người ta hỏi số dao động thực hiện trong mỗi giây. Số dao động thực hiện trong mỗi giây thực ra chính là tần số đó. F bằng 1 chia T nên đáp số bằng 10 nhé các em nhé. Thầy nhắc lại, tần số là số dao động vật thực hiện được trong một giây. Đáp số F bằng 10. Câu số 32, tần số dòng điện, cái này thì dễ quá rồi. F bằng omega chia 2π bằng 60 Hz. Tần số dòng điện này là 60 Hz. Câu số 33, sóng dừng trên sợi dây AB có tất cả 7 nút, kể cả A và B là nút. Nghĩa là A là một nút rồi, một nút 2 3 4 5 6 7 đấy, B đấy. Thì sóng dừng nó sẽ như thế này. Cái việc ta vẽ cái hình của sóng dừng này nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu mà rất là chính xác. Các bạn ngăn ra nhá, một bước sóng, hai bước sóng, ba bước sóng. Vậy là có ba bước sóng. Tần số là 42. Người ta hỏi là muốn trên dây chỉ có 5 nút thôi thì tần số là bao nhiêu? Vẫn cái sợi dây AB như thế này, bây giờ muốn cho có 5 nút thì hình ảnh nó sẽ thưa hơn. Đây, nó sẽ như thế này nè các em này. Thì sóng dừng này, sóng dừng nó sẽ như thế này, thì tần số bằng bao nhiêu? Các em lưu ý tần số F nó sẽ tỷ lệ thuận với số bó nhé các em nhé. Thì ta có F1 chia F2 sẽ bằng bó 1 chia bó 2. Các em nhìn cái hình thứ nhất là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bó. Hình thứ hai có 1, 2, 3, 4, 4 bó. Vậy ta có thay số này. F1 là 42 chia cho F2 thì chưa biết. Bó 1 là hình thứ nhất có 6 bó, hình thứ hai có 4 bó. Vậy các bạn giải suy ra 28 đúng không? Đa số là 28 hex. F2 bằng 28. Tần số tỷ lệ thuận với số bó trên dây này, càng xuất hiện nhiều bó thì tần số càng lớn. Bó chính là khoảng cách giữa hai cái nút liên tiếp này. Đây là một bó này, đây là một bó này. Trong hình dưới thì cái bó này nó dài hơn thì tần số nó sẽ ít hơn. Câu tiếp theo, câu 34, cho độ cứng K rồi, chiều dài biến thiên từ 20 đến 32, nghĩa là L max, L min đấy. Vậy biết chiều dài biến thiên như vậy thì ta có A sẽ bằng L max trừ đi L min chia cho 2. Các em lấy 32 trừ đi 20 là bằng 12. 12 chia 2 là bằng 6 cm. Nhưng mà phải đổi ra bằng 0,06 m nhé. Thì cơ năng sẽ bằng 1 phần 2 K nhân A bình. Cứ tính cơ năng hay tính lực là phải đổi ra mét. 1 phần 2 nhân với 100 nhân với 0,06 bình phương, đa số bằng 0,18. Đáp án câu A. Câu B, âm thanh truyền nhanh nhất trong môi trường nào? Âm thanh truyền tốt nhất trong môi trường rắn, rồi mới đến lỏng, rồi đến khí, và không truyền được trong chân không nha. Vậy trong sắt là lớn nhất rồi, sắt là lớn nhất, là chất rắn mà. Rồi mới đến nước. Còn không khí, một cái là không khí với một cái là hydro, thì hai đứa này đều là khí cả, thì cái vận tốc này nó sẽ còn phụ thuộc vào cả cái áp suất của hai khí này nữa, phụ thuộc vào tính đàn hồi, phụ thuộc vào mật độ môi trường nữa.
Thì cái đó thì ta chưa so sánh được. Câu số 36 là phần giao thoa. Hai nguồn kết hợp AB có tần số F và biên độ. Biên độ người ta ký hiệu là A nhỏ, không sao cả nhé em. Cùng pha trong hiện tượng giao thoa là như thế này này. Hai nguồn A này, B này. Rồi các cực đại đây. Rồi các cực tiểu thì nó sẽ xen kẽ của các cực đại này. Đề bài cho V cho F, các bạn kiếm lambda đi bằng V chia F này. À, 60 chia 20 là bằng 3 cm. Còn điểm M nó cách A 12, cách B là bằng 10. Chắc điểm M nó sẽ nằm ở lưng chừng đâu đó nè. Ví dụ như cái điểm M nằm đây chẳng hạn. Thì MA là bằng 12, MB là 10. Nghĩa là D1 đấy là bằng 12 đấy. D2 bằng 10 đấy. Các em nhớ cái công thức biên độ của điểm M này bằng trị đối này. 2A nhân cos của pi D1 trừ D2 chia lambda. Thế thôi, đây là công thức tính biên độ giao thoa. Các bạn để máy tính radian nhé. A nhỏ là bằng 2 nhé. 2 nhân 2 nhân với cos của mở ngoặc là pi nhân với D1 trừ D2 rồi chia cho lambda. Lambda vừa các em tính bằng 3 rồi. Nó bằng đa số là bằng, nếu chưa bấm chỉ đối này nó bằng âm 2 đấy, nhưng chỉ đối vào thì nó bằng 2 nhé. Đáp án câu C, biên độ giao thoa. Cái điểm này nó không không nằm trên cực đại hay cực tiểu gì đâu, nó là một điểm không đặc biệt nhé. Tiếp theo câu 37. Cho mạch RLC, cho biểu thức U rồi dòng điện trễ pha. Dòng điện là cường độ dòng điện đấy các em. Dòng điện đây, cường độ dòng điện I đây mà nó trễ pha so với điện áp một góc pi nhân 3, nghĩa là điện áp U nó phải quay lên như thế này. Vậy phi này là phi dương nhé, phi bằng dương pi trên 3. Cho R rồi bắt tính công suất P bằng RI bình, nhưng mà chưa có I thì bây giờ làm sao này. Chúng ta dùng công thức cos phi đây bằng R chia Z đây, là các bạn bấm cái này và các bạn sẽ kiếm được Z. Cái này Z bằng 120 nhé. Tiếp theo, cái biểu thức của U này ấy, thì cái số 120 này là chính là U0. Thì bây giờ ta đi tính U hiệu dụng đi. U hiệu dụng lấy 120 chia căn 2 nó ra 60 căn 2. Vậy các em đi tính được Y hiệu dụng là bằng U chia Z. 60 căn 2 chia 120 đa số là bằng 1 phần căn 2. Rồi thay số vào, 60 nhân với 1 phần căn 2 tất cả bình, thế thì đáp số bằng 30, câu A. Câu số 38, M là 200 đổi thành 0,2, tần số bằng 5, độ cứng bao nhiêu? Ta dùng thẳng công thức F bằng 1 phần 2 pi căn K chia M, thì các bạn sẽ tính được K thôi. 10 pi 1000 200 đáp số câu A nha các em. Pi các em lấy bằng căn 10. Câu tiếp theo, câu 39, cho phương trình này ly độ tại thời điểm t này. Câu này quá dễ rồi, các bạn ly độ là các bạn thay x vào thôi. 5 cos 2 pi nhân 1,5 3 pi là cos bằng âm 1, đa số bằng âm 5 nha các em. Âm 5, câu A. Câu cuối cùng. Mấy câu này nó lại thành câu này, này là lại là dễ nhất nha. Tất nhiên đảo đề này là nó chưa chuẩn đâu. Câu số 40, thường câu cuối là phải khó.
Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa ba nốt liên tiếp thì bằng mấy bước sóng, bằng nửa bước hay là phần tư hay là một bước sóng? Thì chúng ta cứ thử vẽ ra xem nó là thế nào em. Đây, một lambda là những khoảng này. Các bạn thấy ba nốt liên tiếp, ví dụ như đây là một nốt, hai nốt, ba nốt, và đúng là một bước sóng lambda rồi. Nên đáp án là ba nốt liên tiếp cách nhau một bước sóng. Như vậy là thầy đã giải trọn vẹn cái đề này 40 câu. Tất nhiên đây là một cơ đề nó tương đối dễ, nó ở cái mức độ là kiểm tra học kỳ của một trường thôi, chứ nó không có câu khó ở đây nha các em nha. Chúng ta luyện có những đề có câu khó câu dễ, chúng ta luyện để lấy cái tốc độ, lấy cái kỹ năng, và những cái câu lý thuyết chúng ta đừng để sai những câu lý thuyết. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em.